Tổng Trọng dùng con bài Nguyễn Duy Ngọc trá hàng để đánh úp Tô Chủ tịch ra sao? Cuộc chiến cung đình giữa các thế lực chính trị trong nội bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều dấu hiệu cho thấy đã chậm lại. Quyền lực của Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như Bộ Công an đang bị phong tỏa chặt chẽ. Tổng Trọng nhờ ý chí thống nhất của số đông lãnh đạo cấp cao và dựa vào sự hỗ trợ của các tướng lĩnh quân đội đã nhanh chóng đảo ngược tình thế trước sự lạm quyền có chủ đích nhằm giành quyền lực lãnh đạo cấp cao nhất của ông Tô Lâm về phe cánh của mình. Theo giới quan sát, không thể không nhắc tới sự tham mưu thường xuyên của ban lãnh đạo Bắc Kinh với các cố vấn Trung Quốc tại Hà Nội đã chỉ ra những khiếm khuyết của Tổng Trọng và các ban bệ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc chống tham nhũng. Theo đó, để chống lạm quyền, phải để các cơ quan như Bộ Công an hoặc Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính có khả năng giám sát chéo lẫn nhau, và quan trọng nhất là không phụ thuộc vào riêng một cơ quan nào. Phía Trung Quốc dường như đã yêu cầu Việt Nam sửa đổi nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo chống tham nhũng theo cơ chế lãnh đạo hạt nhân mà ông Tập Cận Bình đã thành công trong việc kiểm soát quyền lực ở nước này. Vì thế, vị thế và vai trò của Bộ trưởng Bộ Công an trong Ban Chỉ đạo chống tham nhũng chỉ là 1/8 thành viên và vì thế không có khả năng chi phối trong vấn đề chống tham nhũng. Đây là bước chuyển biến vượt bậc, có thể khẳng định Tô Chủ tịch và phe cánh Bộ Công an hiện nay không khác gì cá nằm trên thớt trước khi game quyền lực sẽ kết thúc. Đây là điều đương nhiên và sẽ mang tính khá cao, không bao giờ có thể đảo ngược trước sự can thiệp của Trung Nam Hải với chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì quyền lợi của Trung Quốc gắn liền với Việt Nam, nên họ tìm mọi cách để kéo Việt Nam về phía mình. Vào năm 2015, cựu Thủ tướng hai nhiệm kỳ Nguyễn Tấn Dũng với sự chống lưng của Văn Kiệt, Lê Đức Anh, cộng với sự ủng hộ của gần 80 ủy viên Trung Đảng, nhưng cuối cùng cũng phải đầu hàng trước Tổng Trọng với sự hậu thuẫn từ Trung Quốc. Sau khi cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhân vật đánh giá là quyền lực nhất qua đời, thì Hội nghị Thành Đô vào năm 1990 đã kéo Việt Nam quay lại thời kỳ Bắc thuộc mới, như lời của cựu Phó Thủ tướng Nguyễn Cơ Thạch. Những điều việc kể trên khẳng định gần như có phần chắc trong cuộc đấu quyền lực hiện nay giữa Tổng Trọng cùng với các cấp có thẩm quyền về một bên, và một bên khác là phe cánh Tô Lâm, là phe nắm phần có khả năng sẽ thất bại vì ông bị đẩy lên ghế Chủ tịch nước. Việc Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, người đồng hương với Bộ trưởng Tô Lâm, và được nâng đỡ rất nhiều để thăng tiến nhanh chóng. Cụ thể, sau Đại hội lần thứ 12, khi ông Tô Lâm trở thành Bộ trưởng Bộ Công an, thì Nguyễn Duy Ngọc từ Công an Hà Nội về Bộ Công an vào năm 2017, khi đó Ngọc chỉ là đại tá. Vậy mà chỉ vẹn vẹn có 6 năm, từ năm 2017 đến tháng 12 năm 2023, Nguyễn Duy Ngọc leo lên đến Thượng tướng và vượt tiêu chuẩn thời gian theo quy định phải là 12 năm. Theo giới phân tích, có lẽ tướng Ngọc là người hiểu nay hết về thời và thế của cuộc chiến hiện nay cũng như tương lai chính trị của Chủ tịch nước Tô Lâm. Do vậy, việc tướng Ngọc được Bộ Chính trị phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thay cho ông Lê Minh Hưng, nhân vật rất thân cận với Tổng Trọng, là một điều không bình thường. Một nguồn tin từ Hà Nội tiết lộ cho Thời báo.d cho biết Nguyễn Duy Ngọc là người thân cận với ông Nguyễn Phú Trọng chứ không phải với Tô Lâm như nhiều người nhầm tưởng, mặc dù cùng là đồng hương Hưng Yên. Một hãng tin quốc tế thì cho rằng với sự bổ nhiệm này, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc đã phải ra khỏi Bộ trưởng Công an, đồng thời cũng bị thôi chức Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025. Tuy nhiên, theo giới quan sát, việc tướng Ngọc làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng là một cơ hội để ông có thể thăng tiến và dọn đường cho ông vào Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư ở khóa 14. Đây là bằng chứng cho thấy một tay chân nữa của Tô Lâm đã bị phe ông Trọng chặt đứt và rõ ràng đã có những thỏa thuận để lôi kéo với mục đích ông Trọng và giới chức có thẩm quyền sẽ sử dụng ông Ngọc làm chìa khóa để giải các mã bí mật của Tô Lâm trong việc lập hồ sơ luận tội ông này. Đây là một nước cờ cao tay dùng người của Tô Lâm để trị Tô Lâm. Những phân tích vừa kể trên hoàn toàn phù hợp với những tin tức từ Ba Đình mới đây cũng tiết lộ tiếp cho Thời báo.d như sau. Chủ tịch nước Tô Lâm bị hỏng danh tiếng vì đội ngũ cấp cao của Đảng coi Tô Lâm là hung thần. Do đó, Tô Lâm khó lên được chức Tổng Bí thư và từ giờ tới Đại hội lần thứ 14 sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ. Tô Lâm cũng chưa phải đã an toàn. Chúng ta hãy cùng chờ xem.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tổng Trọng dùng quân bài Nguyễn Duy Ngọc trá hàng để đánh úp Tô Chủ tịch ra sao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Thủ tướng kìm giá vàng để xóa bỏ nhóm lợi ích của Tổng Trọng như thế nào? Sau nhiều tuần, Ngân hàng Nhà nước thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc bình ổn giá vàng và kéo ngắn khoảng cách giữa giá vàng trong nước và quốc tế. Nhưng với việc áp dụng các biện pháp phi thị trường, giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng phi mã. Có thời điểm giá vàng đã vọt lên mốc 92 triệu đồng mỗi lượng. Tờ báo Dân Trí đưa ra vào ngày 3 tháng 6 đưa tin giá vàng miếng lao dốc về 81 triệu đồng mỗi lượng. Bản tin cho biết mở phiên vào ngày 3 tháng 6, giá vàng miếng được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức từ 80,5 đến 82,5 triệu đồng trên mỗi lượng, giảm 500.000 đồng so với phiên cuối tuần vừa qua. Chênh lệch giữa chiều mua và bán giảm ở mức 2 triệu đồng mỗi lượng. Như vậy, sau một tuần, giá vàng đã bốc hơi khoảng 10 triệu đồng. Giới phân tích, chuyên gia kinh tế nhận xét về lý do giá vàng rơi tự do như trên là do công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn sẽ cùng 4 ngân hàng quốc doanh bao gồm Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank tham gia mua vàng từ ngân hàng nhà nước để bán trực tiếp cho người dân bắt đầu từ ngày 3 tháng 6. Đây là chủ trương mới nhất của chính phủ nhằm thu hẹp khoảng cách về giá vàng trong nước với thế giới. Theo phương án mà ngân hàng nhà nước công bố cho 4 ngân hàng và công ty, giá vãn vàng ra là 78,98 triệu đồng mỗi lượng. Trước đó, chính phủ và ngân hàng nhà nước Việt Nam đã rất vất vả loay hoay về kế hoạch đấu thầu vàng. Theo đó, ngày 15 tháng 4, ngân hàng nhà nước công bố chủ trương cho đấu thầu vàng miếng sau 11 năm để bình ổn giá thị trường. Với phiên đấu thầu mở màn vào ngày 22 tháng 4, từ đó đến nay đã tổ chức được tổng cộng 9 phiên, trong đó chỉ 6 phiên thành công. Kết quả của 6 phiên đấu thầu, tổng khối lượng vàng miếng giao dịch là 48.500 lượng, tương đương hơn 1,8 tấn vàng đã được các công ty kinh doanh vàng và các tổ chức tín dụng mua vào để cung ứng ra thị trường. Tuy nhiên, đến ngày 27 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức thông báo dừng việc đấu thầu vàng miếng do không đạt hiệu quả. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tìm các phương án khác để bình ổn giá vàng trong thời gian sớm nhất. Đáng chú ý, vào ngày 16 tháng 5, Tổng Giám đốc SJC Lê Thị Thúy Hằng đã đưa ra ý kiến cho rằng nhà nước cần xóa bỏ độc quyền vàng miếng. Trước đó, bà Lê Thị Thúy Hằng khẳng định SJC không thao túng hay làm giá mà bán vàng do nhu cầu, cung cầu của thị trường quyết định. Tuy nhiên, giới chuyên gia ngân hàng khẳng định với sự chênh lệch quá lớn giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới có chiều hướng tăng đều từ năm 2012 cho đến nay. Nếu cho rằng không có sự làm giá với giá vàng hoàn toàn do cung cầu thị trường quyết định là điều rất khó thuyết phục. Theo đó, chỉ bằng một phép so sánh đơn giản, trước đây ít ngày, chính phủ và ngân hàng nhà nước đã bất lực trong việc bình ổn và kiểm soát giá vàng. Cụ thể, báo Vietnamnet vào ngày 10 tháng 5 đưa tin, giá vàng tăng điên loạn, SJC lên đỉnh cao kỷ lục 92 triệu. Đây chính là sự thất bại trong nỗ lực giải cứu của chính phủ. Giá vàng không những không giảm, mà chênh lệch giữa giá trong nước với quốc tế còn tăng lên đến mức kỷ lục là hơn 30 triệu đồng mỗi lượng. Công luận cho rằng việc giá vàng trên thị trường trong nước đã giảm xuống đáng kể và lúc này là thành công của chính phủ ông Phạm Minh Chính, người có chủ trương xóa sổ tệ nạn độc quyền trong việc quản lý và kinh doanh vàng miếng thương hiệu SJC. Việc giao vàng cho 4 ngân hàng thương mại bán trực tiếp cho người dân nhằm tiến tới xóa bỏ Nghị định số 24, ra đời từ tháng 4 năm 2012. Nghị định này được ban hành chỉ hơn một năm sau khi ông Nguyễn Phú Trọng trở thành Tổng Bí Thư trong nhiệm kỳ đầu tiên bằng chính sách độc quyền này. Hơn 11 năm qua, Ngân hàng Nhà nước đã kiếm được biết bao nhiêu lợi nhuận từ số tiền chênh lệch khổng lồ, không biết đã chạy vào túi những ai và nhóm lợi ích nào. Trong khi mọi thiệt hại cho nền kinh tế do chủ trương độc quyền kinh doanh vàng đã trút hết lên đầu dân chúng. Thành công bước đầu của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính trong việc bình ổn thị trường vàng là điều đáng khích lệ. Nhưng công luận thấy rằng việc chỉ có vàng SJC được thực hiện mọi giao dịch mua bán vàng miếng,
trong đó khi 4 ngân hàng quốc doanh Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank chỉ được phép bán ra mà lại không được phép mua vào từ khách hàng là sự thiếu bình đẳng và không mang tính thị trường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Thủ tướng kìm được giá vàng để xóa bỏ nhóm lợi ích của Tổng Trọng như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de